Tại sao lại như vậy chứ? Cũng là con người với nhau cả mà, tại sao phải đau khổ như đàn ông chứ? Mình sẽ không như vậy đâu. Đau khổ như đàn ông hả? Mình không hiểu đâu. Mình còn đủ cả ba mẹ mà. Chắc là vậy. Trời ơi, sanh mấy đứa con gái chị mình nó vô dụng chị không biết nữa. Mình đang nghĩ gì giờ? Đau khổ hình như cũng nhiều kiểu lắm thì phải. Sao? Thôi, không có gì đâu. Mình thấy cứ y như giấc mơ vậy đó. Chắc tài là chỗ ngủ hả? Mình xin lỗi Khánh nha. Bạn bè với nhau mà. Sao khách sáo vậy? Tối nay mình thức nói chuyện đến sáng luôn ha. Rồi mai sao? Mình chọn trường thi đại học chưa? Chắc là học ngữ văn đúng không? Sao trong thư không viết gì về chuyện học tập tiếp theo hết vậy? Thì làm sao có thể nói hết những khó khăn của mình với Khánh đây? Mẹ kêu mình học thiết kế thời trang, rồi sau này về làm ở tiệm của mẹ. Sao lại vậy được chứ? Nghĩ sao mà một tiệm vừa làm tóc, vừa massage, vừa bán quần áo. Mẹ nghĩ tương lai của mình vậy đó. Bình, đang nghĩ gì vậy? Bình, nói gì đi. Mình thì sẽ khác. Mình sẽ không ở đây nữa đâu. Nói gì thì nói. Chắc phải tới đó mới tính được. Bây giờ thì mọi thứ còn mơ hồ lắm. Chị ơi, dù gì á chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, chị đừng có như vậy được không? Không có được. Chưa bao giờ chị thấy nó hành động như vậy hết á. Đây cũng đâu phải là lần đầu nó nhìn thấy chị uống rượu chứ. Thì từ từ rồi nó sẽ về mà chị. Với lại hôm nay là ngày chủ nhật, nhiều khi nó bắt chước người ta ra ngoài chơi vậy thôi. Chắc tại nó lớn lên mà nó không có ba bên cạnh, cho nên nó mới như vậy đó. Mẹ em có địa chỉ rồi phải không? Có rồi, bây giờ chị em mình nó ra bến xe đò rồi đi ha. Chị không để yên đâu. Cái con nhỏ này, được đằng chân là lấn đằng đầu hả? Em khóa cửa cho kỹ vào. Dạ. Con nhỏ đó dưới quê phải không? Đúng rồi. Không có đứa nào mà tin được hết à. Chị ơi, đây chỉ là hành động nhất thời thôi. Với lại á, Nguyên Khánh nó có bản lĩnh lắm, chị đừng có lo. Chị, trời ơi, chờ em với chứ. Sao nhà mình không có cái bình cắm hoa nào hết trơn vậy ta? Sao tự nhiên hái chi vậy? Không để trên cây có phải đẹp hơn không? Thì con tính để trong phòng mà mẹ. Con nhỏ Sài Gòn ngủ chưa dậy hả? Dạ, chắc tại đêm qua thức khuya quá đó mẹ. Đúng rồi, tại chỉ đi xe xuống mà, chắc là hơi mệt đó mẹ. Con gái mà ngủ trưa trờ không chịu dậy là con gái hư đó. Hồi tối á, mấy chị nói chuyện hoài à, con không có ngủ được. Trưa nay á mà con có ngủ bù á, mẹ đừng có la con nha mẹ. Thằng Phúc vẫn chưa dậy hả? Mẹ, trời, mẹ vô xong gõ cửa phòng, làm con hết hồn mà. Cái gì mà mẹ con mà phải gõ cửa phòng nữa là sao con? Nè. Ây da, đưa đây mẹ làm cho, đưa đây.
Hôm qua con buồn lắm phải không? Mà cái con mẹ đàn bà vô duyên, đặt thuốc chuột mà đặt bừa bãi vậy á. Thôi chuyện nó cũng lỡ rồi nha con. À, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Con nghe mẹ hỏi cái này nè. Phải à, con thích nhỏ bông không? Ai nói với mẹ vậy? Vậy là hai má con nó nói với nhau vậy đó. Vậy là má con nó dựng chuyện, đúng không con? Con nói đi, sao con im lặng vậy? Mẹ, mẹ cứ coi như là không biết, rồi cho qua đi. Chuyện đó con tự giải quyết. Vậy là... Không có đâu. Đúng rồi đó con. Đừng có thèm yêu đương cái kiểu bừa bãi với những gia đình cái kiểu đó. Con biết không, lửa gần rơm dễ cháy mà khó dập lắm. Con hiểu ý mẹ nói không? Mẹ... Mẹ sẽ chọn vợ cho con. Mẹ à. Công nhận á, con tụi nó lớn sao nó đẹp trai dễ sợ luôn. Thôi đi. Mẹ, khách về chưa? Ngủ như chết ở bển á. Gái thằng lứa gì mà tới nhà người ta ngủ tới giờ này chưa dậy nữa. Chắc tại hôm qua mệt quá mà. Thì tại vậy cho nên mẹ mới để yên đó. Nhìn đẹp hơn trong hình mẹ ha. Tại phòng bển á, có tấm hình, bộ mẹ không thấy hả? Con vô trong phòng đó hả? Nè, chị em thì chị em nhưng mà nó lớn rồi. Con trai không vô trong phòng con gái vậy nghe. Nghe chưa? Bông ơi! Con đâu rồi Bông? Chạy qua bên trại nuôi heo đi. Nhờ người ta lấy phân heo mà không chịu đi đúng giờ. Thì cứ để đó đi, lát nữa người ta cũng đem về mà. Sợ dơ chứ gì. Con thì có làm được gì đâu. Qua bên đó cũng đâu có đem về được. Ở đâu ra cái kiểu trả treo vậy hả? Hay quá ha. Sao bữa nay không đi coi phim đi? Đi đi, qua đã gặp giáo viên rồi, chào hỏi người ta luôn. Thôi đi mà. Đêm qua con đã mơ tới ác mộng rồi. Sáng nay mẹ còn cào nhào nữa. Mẹ có mơ thấy mẹ mày trừng mắt lên không? Mẹ còn chụp đầu túm cổ con nữa kìa. Ừ, tao muốn vậy lắm á. Ừ, nhưng mà đâu có bắt được con đâu. Con bỏ trốn mất tiêu rồi. Trời đất ơi, chừng nào mày mới lớn được hả Bông? Thôi qua bên trại nuôi heo đi. Nhớ mang cái thùng cho người ta đó. Đâu? Chị Bình. Sẵn đây chị giới thiệu luôn nè. Đây là Nguyên Khánh, bạn của chị, mới dưới Sài Gòn lên chơi đó. Em thấy hình chị để phòng chị Bình á. Em chào chị. Chào em. Em là bạn của Út Mận nè. Chắc chị Bình mừng lắm ha. Cái đầm chị mua cho chị Bình á, ở đâu đẹp quá vậy? Ở mấy cửa hàng trong thành phố em. Vậy hả? Vậy chị mua giùm em một cái được không? Chị chịu là em chạy về nhà lấy tiền đưa cho chị luôn. Bông. Em biết rồi. Mà giờ mấy chị đi đâu vậy? Hai chị tính lên chùa chơi, chứ đâu còn chỗ nào chơi đâu. Thôi em đi công chuyện đi. Mình đi ha. Hẹn gặp lại nha. Sao cứ tới chủ nhật á mà chị tới á là chị Bình lại đi ta? Ủa, nhỏ đi chùa hả? Em, mà nghe nói con nhỏ đẹp lắm phải không? Ai nói chị vậy? Thì thằng Phúc nói. Chắc anh thích cái chị đó rồi. Ủa, vậy đó hả? Mà có khi nó thích thiệt á. Mấy đứa à. Ủa, con Đạo đây nữa hả? Khách vô cầu đông quá, phụ con tay nghe. Ủa, mẹ đi vào một vòng về rồi đó hả? Sẵn có mẹ ở đây mày phụ mẹ ăn tay, nghe chưa? Mẹ thấy chưa, có con bên cạnh mẹ làm trợ thủ đắc lực cho mẹ. Mẹ đâu có sai lầm khi không cho con lấy chồng xa như mấy chị đâu. Chị có chị Bình là sướng nhất. Ê, sao mẹ ăn nói ngược ngạo quá vậy? Tại vì mày là con Út á cho nên mẹ mới cưng chiều mày. Chứ thấy con Bình không? Nó làm quần quật cả ngày chứ mày nói nó sướng chỗ nào? Cái con quỷ này mày im chịu nghe mày, nghe chưa? Tao đẻ có một thằng con trai à, tao tính đẻ thêm thằng nữa mà lọt ra mày đó. Cục nợ. Ăn nói nhảm nhí rồi làm phiền người khác không là mày đó. Bởi vậy mẹ mới đặt tên cho con là Út Mận chứ gì. Nghe quê muốn chết luôn vậy. Tên nào cũng được mà. Hay là mình đổi tên đi ha. Chắc là được á. Ê mày, giống như là không có ai đứng đây hết hả? Mày muốn nói sao là mày nói phải không? Đồ quỷ yêu gì đâu không à. Ủa sao không có đôi giày Phúc ở đây? Nó đi đâu rồi hả? Nhanh lên đi mày. Nhanh lên đi. Ủa, bộ có ai đợi mình trên chùa hay sao mà hôm nay mày rủ tao đi chùa vậy mày?
có ai đợi đâu. Tại chán quá nên tao rủ mày đi vậy mà. Rồi hôm nay học hành sao rồi? Cũng bình thường. Không, ý tao á là luyện thi đại học sao rồi? Thôi mày đừng có nhắc nữa, tao đang khổ muốn chết nè. Tao á còn khổ hơn mày gấp nhiều lần mà tao chưa than nàng quỷ. Trên đời này làm gì có ai không khổ mày. Thôi đi lẹ lên, nhanh lên. Uống miếng cho vui anh. Cảm ơn. Trời trời, coi chừng té. Cái thằng mặc áo vàng ngồi sau á là con trai tụi đó. Gì hả? Nó sẽ là luật sư. Giỏi quá. Nó học đại học luật hả? Chưa, mới tốt nghiệp phổ thông à. Nhưng mà nó hứa chắc định với tôi á, nó sẽ là luật sư hoặc là thẩm phán. Chưa xuống thiên đó. Kìa kìa, dính vô cả. Sao? Đẹp quá à. Bông gì vậy? Hoa này á hả? Thì là hoa dại mọc ở ven đường thôi. Đẹp quá vậy? Muốn diễn tả vẻ đẹp của nó không biết diễn tả sao hết. Bình, chắc Bình làm được đúng không? Bình giỏi văn mà. Giỏi thế nào đâu. Giỏi thiệt mà. Dì của mình cũng khen Bình giỏi nữa. Trời ơi, thích quá thích quá à. Không khí ở đây thoải mái ghê vậy đó. Trời ơi, thoải mái cái gì. Ớn lạnh chết đi nè. Con Nguyên Khánh nó dám lên đây một mình á hả? Chị này, Nguyên Khánh nó phải con nít đâu. Con nhỏ đó vậy chứ lì đòn lắm á. Lì cái gì mà lì. Nó thuộc dạng điếc không sợ súng thì có. Nó đâu có biết là trên đời này còn biết bao nhiêu thằng đàn ông không đàng hoàng chứ. Chị này, sao lúc nào chị cũng suy nghĩ như vậy hết á. Trên đời này á, người tốt còn nhiều hơn người xấu mà chị. Em nói vậy là sao? Ý em á là con bé nó làm gì cũng là hay hết hả? Không có, ý của em chỉ là phong cảnh ở đây đẹp quá thôi. Cỡ tuổi này mà vẫn còn mơ với mộng. Chị á, chị mới là kỳ á. Thấy phong cảnh đẹp như vậy mà không cảm nhận được, đó mới là sự bất hạnh á. Tuổi tác thì liên quan gì ở đây chứ. Trời ơi, tôi đau chân gần chết đây nè. Còn sốt ruột nữa, cảm nhận cái nỗi gì. Hay là cái con nhỏ đó nó rủ Nguyên Khánh lên đây. Chị nói ai? Lục Bình đó hả? Chứ còn ai vô đây nữa? Không có đâu, con bé đó nó trầm tính và lý trí dữ lắm. Em biết rõ nó quá ha. Biết rõ chứ, thấy cái cách viết văn của nó là em đã hiểu về con người của nó rồi. Có lẽ là nó sống ở đây nên nó mới viết văn hay như vậy đó. Người ta nói á, cảm xúc là do phong cảnh mang tới mà chị. Mang tới. Rồi con Nguyên Khánh không có ở đây thì sao đây? Ủa, để đâu nấu chè hả? Bộ nhà gì không nấu hả? Trời ơi, có ai đâu mà làm. Lát nữa qua đây ăn ké cũng được mà. Ngày rằm thì phải nấu đồ cúng chứ. Ít người cũng phải làm. Cái chuyện ăn ké ăn lúc nào cũng được. Nhưng mà cúng là phải làm. Mà không biết làm sao, tôi không thích động tay động chân gì trơn, kỳ ghê. Tự nhiên có ai thích động tay động chân không? Nhưng chuyện gì cần làm là phải làm đi. Ủa, Bông, con cũng qua đây nữa hả? Mày tính đi đâu vậy? Sao không lượn một vòng ao cá, hả? Lại đi mời khách nữa mẹ. Thôi, con không thích làm đó đâu. Mày chỉ thích ăn thôi phải không? Con đi công chuyện giúp Mận, lát con về nha mẹ. Con đi đâu vậy? Sao chị Bình đi được mà con đi không được? Tại bạn nó ở Sài Gòn lên chơi, cho nên mẹ mới cho nó đi chứ bộ. Ủa, bạn của con Bình từ Sài Gòn lên chơi hả? Dạ. Đừng có nói nhiều nữa, phụ đi. Không lo mời khách thì tiền ở đâu ra mà ăn. Bây giờ muốn cho thằng Phúc nó học đại học đàng hoàng thì phải có tiền. Mày không đi làm thì tiền đâu ăn hả? Thì đang không có khách, con đi chút xíu có sao đâu. Thôi, có con ở đây rồi, mẹ cứ cho nó đi đi. Nó đi chút xíu nó về à. Đi đâu đi khuất mắt tao đi. À, đi đi con cưng. Ba, chuyện gì kìa? Nè, sao không phụ bà sách vô?
Hai đứa làm cái trò gì vậy? Đi chị. Ê, hay quá, lại gặp nhau. Hồi nãy cũng định rủ hai người đi cùng nè. Tôi với Thái tính lên chùa thắp nhang thôi mà. Ôi, mày tính trước rồi phải không mày? Phúc, em nói với mẹ chưa mà cũng ra đây vậy? Cần gì nói, thằng Phúc làm gì mà trả được. Ê, thôi, đi lên chỉnh lẹ đi, lát tôi về Sài Gòn nữa. Đi. Đi. Có nghĩa là con nhỏ đó nó xuống đây mà nó tự ý xuống, nó không xin phép nhà hả? Dạ không, không phải vậy đâu chị. Nếu không phải vậy, hai người mắc công lặn lội xuống đây chi chứ. Mấy người làm ơn chỉ đi, con tôi hiện giờ ở đâu? Để tụi con đi kêu về cho. Chắc mấy chỉ đi chùa gần đây thôi. Chào hỏi xong rồi, đem cá vô làm đi. Đứng đây làm gì? Giáo dục con cái kiểu gì để nó bỏ đi như vậy? Tối hôm qua Nguyên Khánh ngủ đây hả? À thôi, mọi người ngồi xuống đi. Dạ. Chị, hay là mình lên chùa đi. Đi chùa từ hả? Đây đi bộ đến đó lâu lắm. Tụi nó đi bằng xe đạp nên không có sao. Bông, vậy thôi. Để tôi lấy xe đạp chở bà đi nha. Con đưa chút về liền nha mẹ. Mắc cười thiệt. Làm gì ở Sài Gòn hay lắm á. Chảnh thế ớn. Chị Khánh không vậy đâu mà bà nói vậy. Nghe nói chị Khánh xuống đây mà không xin phép nhà hả? Anh Phúc chắc cũng lên chùa rồi á. Bà nói gì? Anh Phúc lên chùa hả? Chắc không có đâu. Thì tôi không biết. Tôi chỉ thấy là ảnh rất là thích đi chung với chị Bình, chị Khánh. Anh Phúc thích chị Khánh hả? Thích chị Khánh? Chị Khánh mới xuống đây ngày hôm qua mà. Sao thích nhanh vậy được? Thích một ai đó thì đâu cần mất nhiều thời gian đâu. Chỉ cần một cái nhìn thôi là cũng thích được mà. Nói chuyện nghe như chuyên gia tình yêu vậy. Bà có chừng té giờ á. Công nhận nước này ngon dễ sợ. Ngon hơn nước soda ở thành phố luôn á. Tại Khánh mới uống nên thấy vậy á. Hả? Tại Khánh không biết đó chứ. Ở dưới quê người ta uống nước này để trị bệnh bao tử á. Kỳ quá à. Bằng tuổi mà. Tự nhiên cái coi. Ê, năm sau á chắc tụi mình gặp nhau Sài Gòn hết hả? Vậy là mọi người lên Sài Gòn học hết đúng không? Nhớ ghé nhà tôi chơi nghe ha. Nhưng mà trước mắt là kỳ thi đại học, phải vượt qua trước đã rồi mới biết có lên Sài Gòn được không chứ. Bình, hay là mai mốt á lên nhà Khánh ở rồi đi học nghe. Có gì Khánh sẽ nói với má. Nhưng mà hai tụi mình ở chung một phòng chắc vui lắm. Được mà. Hết. Thôi qua bên kia chơi đi, lâu quá mới tới đây, thấy hay á. Ừ, đi. Ba ơi, khách nó sẽ tới hay là mình mang ra cho họ? Nấu xong rồi, thì dọn ra đi, chờ cái gì nữa. Mấy người câu cá cũng tới đây nữa ha, còn đặt nấu nướng nữa. Nhiều người á nhìn bề ngoài như vậy chứ không phải như vậy đâu. Ủa, em nói nhà nó làm rẫy mà. Chắc là nó không có kể mấy cái chuyện này trong thơ đâu ha. Biết đâu á Nguyên Khánh dựng chuyện nó đỡ thì sao. Mấy đứa nhỏ mà lớn lên trong nhung lụa thì biết thêm đời sống ở đây cũng tốt chứ sao. Mình xuống tận đây ha. Là quyết định đúng đắn đó. Mà chị cũng kỳ lắm nha. Chị kỳ? Sao lúc nào á chị cũng nói chuyện lạnh lùng với người ta vậy? Thì họ cũng vậy vậy. Thì tại mình là người lạ, lại tới nhà họ lần đầu, nên họ phải đối xử như vậy là đúng rồi. Thiệt á, cái con Nguyên Khánh nó về để nó biết. Chị bắt nó về Sài Gòn luôn, không có cho bạn bè, không có cho chơi bời gì hết á. Bà cắt chi nhiều vậy? Bộ bà tính đem ra chợ bà bán hả? Để cho mấy người Sài Gòn họ đem về mà. Trời, bà dư hơi quá vậy. Dân Sài Gòn họ đâu thích này đâu.
Chứ lại họ cũng đâu có tử tế gì đâu mà cho họ. Dù gì thì cũng là khách của nhà tôi mà. Hai người họ tới rồi kìa. Chắc tụi nhỏ nó cũng gần về rồi đó. Dạ, em chào hai chị. Ủa, chị đang làm gì á? Thì công chuyện nhà thôi mà. Tôi thì ngày nào cũng vậy á, ruộng rẫy rồi nấu cơm nấu nước, chuyện nọ xọ chuyện kia, chuyện gì tôi cũng làm hết á. Dạ. Công nhận mặt chị này ngộ ghê á, trắng y như là trứng gà lột vỏ vậy. Chị biết sao không? Em á suốt ngày em ở trong nhà không à, đâu có ra ngoài nắng đâu mà bị đen. Thân gì người ta quá. Chị, em thấy người dân ở đây á, người ta thân thiện mà người ta dễ thương ghê vậy đó, tự nhiên em muốn ở đây luôn rồi á. Đường trơn trợt lắm. Đau. Con chừng té đó. Mẹ đừng có lo. Con bao nhiêu tuổi rồi mà mẹ còn sợ con té. Đừng có quên lấy tiền nha. Dạ. Ở đây làm ăn cũng được quá ha chị. Thì lâu lâu khách người ta ghé đi câu rồi người ta nhờ nấu vậy đó mà. Lúc này á, khách cũng thích tự nó ăn nhiều lắm. Dù gì. Hai cô là thợ làm tóc hả? Ai nói với chị vậy? Thì con cô nói vậy á. Chị ơi, chị của em á là chủ tiệm làm tóc, kiêm luôn cả việc săn sóc sắc đẹp. Còn em á, em ở nhà không mà không có làm gì hết á. Tôi hiểu rồi. Dạ. Ha. Wow, bí xanh tươi quá chị ha. Tôi với chị mới hái cho hai chị đem về Sài Gòn đó. Chị hả? Trời ơi, thích quá à. Cảm ơn chị nha. Không có gì. Ở Sài Gòn thiếu gì, muốn mua gì cũng có. Cần gì hai chị hái cho mất công vậy? Thấy không, tôi nói dạ. Rau quả ở vườn thì nó khác chứ. Chứ dù sao mấy chị là khách mà cũng phải có chút quà. Vậy đúng rồi đó. Chị này, nói chuyện gì kỳ cục vậy? Đây dù sao cũng là tấm lòng của chị Tư mà. Vậy chút nữa em xách đi ha. Em biết rồi. Rồi, đặt chân lên bê đa đi. Rồi, cố lên, cố lên. Thôi quẹo nha, quẹo nha, quẹo nha. Cẩn thận đi nha. Từ từ. Chạy đi, không sao đâu, có tôi ở đây đỡ rồi mà. Rồi, quẹo. Rồi. Đạp đi. Đúng rồi. Dễ rồi mà. Đừng có gồng cái tay. Thả lỏng ra chút đi. Thả lỏng ra. Đúng rồi. Thả lỏng ra. Rồi, được rồi. Rồi, tôi chạy đi. Chuẩn bị nha. Tôi buông tay đó nha. Đó chưa? Được rồi đó chưa? Có sao không? Trời ơi, tập mà sao chạy liền được? Chết rồi. Cánh chạy tay rồi nè. Không sao đâu. Chạy rồi nè. Không sao đâu. Anh Phúc. Ủa? Hai đứa em tới đây làm gì? Vậy chứ mấy anh lên đây làm gì? Mọi người cũng đang tính xuống nè. Chị Khánh bị đau hả? Chút xíu thôi à. Không sao đâu em. Mẹ với dì của chị lên đây rồi đó. Em nói cái gì? Họ đang ở nhà chị Bình. Nghe nói chị lên đây mà không xin phép hả? Chị có viết giấy để lại rồi mà. Anh Phúc, không có được đâu nha. Hai đứa đi có nói ai chưa đó? Thôi, tụi mình đi về đi. Khánh có đi được không vậy? Thôi vậy có gì mình dìu cho. Mọi người dắt xe đi. Đi về. Con sao? Thi cử sao rồi? Nhắm đậu không? Không biết nữa, mệt quá con đi ngủ đi. Nhưng mà con làm bài được không? Thôi, đi vô. Cái con này. Nếu lỡ không đậu thì thi lại. Chưa gì mẹ đã nói gỡ rồi. Gì? Sao không có thư Lục Bình vậy? Nè, con nhỏ này, tại sao không chịu đi ngủ đi? Cả ngày cứ viết thơ hoài à. Làm như cái nhà này không có việc cho con làm vậy á. Không biết là mình sao rồi ta. Sao không viết thư cho con vậy? Gia cảnh nhà nó như vậy á, chắc khó đi học tiếp được. Làm sao đủ khả năng để lo cho hai đứa học đại học cùng một lúc được. Với lại con Bình mà nó lên đây học á, lại tốn thêm tiền mướn phòng trọ nữa. Đâu,
Nếu mình lên đây, mình phải ở chung với con chứ. Nè, ai cho phép con làm như vậy? Chị, nó nói vậy thôi chứ có lên ở liền đâu mà chị lo quá vậy. Chắc là mình thi xong rồi. Hay là con xuống dưới đó nghe. Hỏi cái gì? Viết giấy để lại rồi xách đít đi đi. Mẹ. Con cũng giỏi quá mà. Sao trời hôm nay nóng nực quá chị ha. Ủa, nó chưa về hả? Cái con nhỏ Bình này, đáng lẽ nó phải về trước mẹ chứ. Nhỏ này nó cũng gan thiệt á. Sao mà nó dám lén đi thi vậy không biết nữa. Lỡ mà thi đậu rồi, không biết tiền đâu lo đi học nữa à. Cũng may á, là chỉ theo anh Phúc lên Sài Gòn đi thi. Chứ nếu mà ở đây, ba mẹ chỉ biết là tiêu thiệt luôn á. Trời ơi, bà bẻ hết răng con Bình luôn chứ nói gì nữa. Thế nào á, mẹ cũng đổ tội lên hết trên đầu chị em mình cho mà coi. Cái tội giả bộ biết. Đã vậy, chị còn đưa tiền cho chị Bình nữa phải không? Vậy chứ em nói chị phải làm sao? Thấy cái mặt nó ủ rũ như vậy, chị phải cho nó đi thi chứ. Không á, chị ấy nấy lắm. Chắc gì Đại Phúc cũng đang về á. Lỡ mà đi thi á, con Bình nó đậu, thằng Phúc nó rớt sao ta? Còn sao nữa, mẹ mình xỉu luôn á. Con cái lớn hết rồi, đi theo thằng Chi không biết nữa. Ủa, mà sao không thấy ba mấy đứa đâu hết vậy ta? Thằng Phúc nhà tôi á, thi là phải đậu thôi, vì đó là Thiên Phúc. Mười bồi đầm gia si, có không? Quá. Ba có chín. Ba có heo. Rồi, chung đi. Đúng là phúc của trời cho mà. Chung đi, chung đi. Thôi mà con, về nhà rồi con ngủ mấy ngày cho lại sức nghe. Mà con chắc mình thi đậu chứ? Học tài thi phận mẹ ơi. Hơi đâu lo, chừng nào có kết quả biết liền chứ gì. Ăn gì nói, thằng Phúc nhà mình học giỏi chứ bộ. Tắp xe vô đây đi anh. Có chuyện gì vậy? Hả? Con? Sao vậy? Trời! Ủa? Mày nóng dữ không? Hay đổi chỗ đi. Con! Sao mà con ngồi sao được? Con say xe làm sao? Thôi, tao không sao đâu. Đi quá giang mà nóng lạnh gì mày? Ừ, không sao đâu mẹ. Mẹ! Mẹ nghe con nói nè. Cái gì đi, vậy? Đi ra đây. Ra đây con nói mẹ nghe. Hả? Nè. Rồi, lên xe. Tự nhiên à. Chưa quá gian chi vậy không biết nữa à. Chị Bình về kìa. Hồi nãy làm bài được không mày? Không. Tao cũng vậy. Mà tao có thi đậu thì cũng chẳng ai vui. Bây giờ tao phải tự lo tất cả rồi. Tao thấy đại học luật không có hợp với tao mày ơi. Tao thì không dám mơ cao tới vậy đâu mày ơi. Nói chung tùy theo khả năng của mình là được rồi. Gì? Khả năng hả? Sao không biết được? Khả năng mà phải tự biết chứ. Tao không có một chút xíu tự tin nào hết. Bởi vậy tao cũng không biết khả năng là gì luôn. Thôi nói chung á, cứ thi đậu là tốt rồi mày ơi. Hả? Ê, vậy mấy đứa Sài Gòn á, tụi nó sướng thiệt hả? Thì tụi nó chỉ có ăn và đi học thôi à? Ừ. À,
Hôm bữa Nguyên Khánh nói là thi vô cái khoa thiết kế thời trang á mày. Chắc cũng đậu mày ha. Ừ. Chắc là sẽ đậu thôi. Nghe nói Khánh học giỏi mà. Còn Bình sao rồi? Mày muốn biết phải không? Lên hỏi mẹ tao kìa. Phúc ơi, con ngồi sao lại lơ mơ bị say xe đó. Đàn ông con trai trong cái nhà này đã nói ra thì làm cho tới cùng. Ba bây giờ cũng phải cẩn thận trong cách cư xử. Bởi vì ba là ba của luật sư rồi, ba đâu thể làm mất mặt con được. Phúc, con phải cư xử cho chững chạc nha. Con không cần phải lo lắng về tiền bạc làm gì. Lúc con mới chào đời, ba má đã chuẩn bị cho con vào đại học rồi. Cho nên bây giờ con chỉ lo chăm chỉ học hành. Con từ phú mà làm luật sư thì ba không còn mong mỏi gì hơn nữa. Con biết không? Con hiểu ý ba nói không? Dạ. Con à, nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô, 10 đứa con gái làm gì được? Chỉ một đứa con trai như con là đủ rồi. Con à, chỉ cần có giấy thông báo nói là con thi đậu, ba mẹ sẽ làm tiệc đãi cả cái làng này đó con. Mẹ, con cũng không chắc lắm đâu. Bài thi thì rất là khó, mà tỷ lệ chọi thì cao nữa. Con nói cái gì vậy? Con có biết con là ai không? Con là con vàng, con bạc mà mẹ phải đi cầu tự mới có đó. Không có chuyện gì xấu xảy ra cho con đâu. Con yên tâm, con chờ đó đi. Ba cũng tin là như vậy. Thôi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Út Mận, đừng có nhà xương gùm nữa được không? Ông thấy người ta đang đầu thối ruột hả? Mẹ mà biết á hả, là lớn chuyện cho mà coi. Khỏi lo, thì rớt là được chứ gì. Ủa, sao chuyện gì mà tôi không biết gì hết trơn vậy? Anh vậy á, ai dám nói cho anh biết chứ. Anh mà biết được, anh sẽ ủng hộ cho con Bình liền. Anh không bao giờ đi theo phe bảo thủ. Ai là phe bảo thủ? Mẹ. Tại sao chị không sinh ra là con trai đi chứ? Biết mà, chỉ vì lời những lá thơ của con nhỏ đó đó. Thôi, con vô con coi kỹ lại lần nữa coi sao con. Có rồi coi làm gì. Má đã nói con nhiều lần rồi, con lo chăm chỉ học đi. Có cái gì mà má không mua cho con đâu hả? Sách vở mới nè, má đều mua cho con hết. Đóng tiền cho con học các nơi nữa. Mấy cái đứa mà tập tỉnh viết văn đó đó ha, mới nhìn thôi đã biết không được cái gì rồi. Cái bụng thì rỗng mà lo cho nhân loại là sao? Mẹ, mẹ đừng có nói xấu bạn con như vậy được không? Bình không phải là loại như vậy. Với lại đâu phải tại Bình mà con thi rớt đâu. Đúng rồi đó chị, Bình nó là đứa hiền lành mà. Chị cũng đã gặp nó rồi còn gì. Trời ơi, bây giờ người ta hỏi tôi biết nói sao đây. Mất mặt quá đi à. Chị này, sao không lo cho con mình mà cứ lo sĩ diện hảo chứ. Nhiều chuyện, hai dì cháu giống hệt nhau à. Thôi mình ở đây làm gì nữa, đi về con. Nguyên Khánh à, con có gì mà hay ho đâu chứ. Chị, mày sao rồi? Đau rồi hả? Chúc mừng mày nha.
Sao kỳ vậy ta? Mày học giỏi hơn tao mà. Hồi lúc đầu á, tao cũng tính thi cùng trường với mày, mà không có dám. Mà chắc là mày thi vô cái khoa đó khó quá thôi. Con mình đâu? Con mình đâu? Con dạ. Mình đâu rồi? Dạ. Con mình đâu? Dạ. Mày. À. Mày. Mẹ, mày chuyện gì vậy? Mẹ. Mày hả? Mày hả? Thôi mà mẹ. Mày chuyện gì vậy? Đi ra. Tại sao vậy? Hả? Tại mày. Tại mày mà Thần Phúc rớt đại học. Mẹ ơi, mẹ! Mẹ làm cái gì vậy? Mình tại sao vậy? Mẹ làm cái gì vậy? Mày im đi! Tao biết hết rồi! Tao biết hết rồi! Ở trong một gia đình không thể có hai đứa cùng đi thi đại học. Tại sao mày trốn mày đi thi đại học? Mày muốn hại Thằng Phúc? Mày muốn giết hết cả nhà này phải không? Mày! Mày cũng không? Mày ơi! Mày nè! Mày bình tĩnh đi thôi! Con tôi, Phúc ơi, định đi chị. Em mà như chị, em bỏ nhà đi đâu rồi? Tại em không có học hành gì hết nên em không dám. Chứ chị thì khác mà. Chị bỏ trốn đi, tự kiếm tiền đi học. Thôi, không quà như vậy nhức đầu lắm á. Tỉnh đi. Sao chị khóc suốt ngày vậy được chứ? Bộ nó tính thì gan với tôi hay sao mà nó nhịn để ăn luôn vậy? Bà tính kỹ chưa? Bà không cho nó đi là bà sai đó. Từ lúc sanh nó ra tới giờ, nó cứ ám Thằng Phúc hoài à. Tôi đã cúng trừ tạ rồi mà sao vẫn vậy? Bà nói vậy á, người ngoài ta nghe được, người ta tưởng bà là má ghẻ của nó đó. Cứ nghĩ tới Thằng Phúc là tôi chịu không nổi. Chắc thằng nhỏ giờ đang buồn lắm. Tôi cũng thấy rã rồi. Rồi cũng biết tương lai của thằng nhỏ nó sẽ làm sao nữa. Bà nói đó, ráng thi lại lần nữa đi. Có gì bảo đảm là lần sau thi sẽ đậu đâu. Cái con mình này, sao nó cứ cản đường cản lối nhỏ hoài vậy không biết. Phúc ơi Phúc, Phúc ơi, con làm gì trong đó vậy con? Ủa sao con có trong phòng? Đi đâu vậy ta? Lần sau đi thi á, tao đi cùng với mày. Mà mày nói là không thích học luật mà. Lần sau á, mày vô trường mày thích đi, chắc là đậu đó. Không được trường này. Giờ mày kêu tao thi trường khác hả? Thì tao đã nói rồi mà, ngay từ đầu á, cứ thi theo ý của mình đi. Mày không biết vậy thì đừng có nói. Thôi, xin lỗi. Tại sao vậy? Hả? Tại mày mà Thằng Phúc rớt đại học. Mày à, mẹ, con mẹ, mẹ làm gì vậy mẹ? Con đàn à, mày á. Chết chị mình. Bà ghét tao lắm. Mà công nhận đó nha, mẹ mày kỳ thiệt á. Tao biết mẹ tao kỳ, nhưng mà sao, tiếp đi. Mẹ tao làm vậy á là vì vì cái gì? Thôi bỏ đi, không có chuyện gì đâu. Mày không có tao là bạn sao? Mày khùng quá Phúc, mày thiệt á. Thôi bỏ đi, tại tao suy nghĩ tầm bậy tầm bạ thôi. Mày thiệt á, chán mày quá à.
Giỏi quá ha. Khóc mà để điện sáng trưng từ nãy giờ đó hả? Có giỏi gian gì đâu mà khóc. Thằng Phúc nó đi đâu? Út Mận mày có biết không? Ảnh đi đâu? Mẹ không biết thì ai mà biết nữa. Đồ mất dạy. Tụi bây là cùng một chuồng với nhau hết á. Mẹ mình buồn lắm. Đã đi làm từ sớm rồi. Thì cử thì phải có kẻ rõ người đó chứ. Nhưng mà mẹ cứ làm như mình nghĩ là tụi này đừng. Chẳng nhìn trên mặt mình luôn. Mình ơi, sao bạn không gửi thông cho mình? Dù là tin vui hay tin buồn, mình cũng muốn biết. Nè, uống miếng sữa đi rồi viết tiếp. Mẹ con chắc là đang đau lòng lắm đó. Con không thể giả bộ không biết được. Dì mang sữa cho mẹ con uống đi. Chắc mẹ chưa ăn tối đâu. Sao con không tự tay đem vô đi? Con á, lớn rồi mà không chịu nên thân gì hết à. Sao mà lúc nào cũng vô tư hết vậy? Vậy, chắc con nằm luôn giống mẹ hả? Con mà làm vậy, chắc mẹ con ngồi dậy được quá.